Xin chào tất cả mọi người. Đây là chương trình livestream buổi trưa ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024. Đây là một chương trình cập nhật nhất về những chấn thương của các cầu thủ. Đó là trường hợp của Phạm Tuấn Hải ngày hôm qua đã phải sang bệnh viện Saint Paul để kiểm tra chấn thương sau một pha phạm lỗi phải nói là rất thô bạo từ một cầu thủ của Quảng Nam. Và sáng ngày hôm nay thì mình có nhận được thông tin từ câu lạc bộ, từ gia đình và cũng đang chờ đợi thêm một cái đợt kiểm tra nữa để biết được một cách chắc chắn là Phạm Tuấn Hải liệu có vấn đề gì về phần mềm hay không và liệu bạn đấy có bị suy giảm cái khả năng thi đấu trong trận đấu gặp Indonesia hay không. Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực nhưng tích cực đó chỉ là tích cực hồi phục thôi nhưng liệu nó có là đủ để góp mặt trong hai trận đấu của đội tuyển hay không. Hôm nay sẽ là những cập nhật mới nhất. Tuấn Anh cũng sẽ sẵn sàng thì sẵn sàng ký hợp đồng với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vào nay mai bởi vì thời gian thì không còn nhiều. Tuấn Anh sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước hết là để kiểm tra sức khỏe sau đó nếu như trong trường hợp đáp ứng được thì bạn ấy sẽ giữ lại được giữ lại và để tiếp tục thi đấu cho đội tuyển và trong cái điều kiện đó thì tuấn anh sẽ không thể về nam định để ký hợp đồng được trong khi đến ngày 23 tháng 3 thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay thì các cổ động viên của hà nội đã truyền nhau một cái thông tin được dò dỉ đó là Đình Bắc có thể ra để đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Đây là một cái thông tin mà nó đã lan truyền ở trong nội bộ của các cổ động viên Hà Nội rất nhiều. Hôm nay một cổ động viên của Hà Nội cũng đã hỏi mình câu chuyện này. Mình đã hỏi thẳng anh Văn Sĩ Sơn và cách đây khoảng tầm 10 phút anh Văn Sĩ Sơn đã chia sẻ lại là chưa có thông tin gì chính thức. Đó là những thông tin mới nhất và đó là những thông tin nóng nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với những thông tin nó cụ thể hơn Mình sẽ trình bày từng vấn đề một để các bạn có thể có được cái nhìn toàn cảnh nhất Đầu tiên là vụ Phạm Tuấn Hải Có lẽ là từ ngày hôm qua đến giờ thì tất cả mọi người đều sốt sinh sịch Với câu chuyện liên quan đến chấn thương của Phạm Tuấn Hải Sau pha vào bóng của Tăng Tiến khiến cho Phạm Tuấn Hải nằm lăn lộn ở trên sân Ngay lập tức thì xe cấp cứu đã được gọi đến và đưa Phạm Tuấn Hải sang bệnh viện Sanh Pôn. Các bác sĩ đã tiến hành chụp chiếu, rất may là Phạm Tuấn Hải đã không có vấn đề gì liên quan đến xương Nhưng phần mềm thì bị chấn thương khá nặng Phải nói là Phạm Tuấn Hải bị đau nặng ở phần mềm Tất nhiên là chúng ta cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi mà Tuấn Hải không có vấn đề gì về chấn thương Về phần phần cứng Tuy nhiên thì huấn luyện viên Daiki Iwamasa ngày hôm qua cũng đã nói Là chấn thương này sẽ làm giảm thì khả năng thi đấu của Tuấn Hải Và cũng có thể làm giảm phong độ của Tuấn Hải trong thời gian tới Đây là một cái tình huống vào bóng rất nguy hiểm đêm ngày hôm qua thì mình có nhận được thông tin à, thông tin này cũng được kết nối với gia đình thì nói rằng là Tuấn Hải không có vấn đề gì về chấn thương à, tuy nhiên thì bạn ấy sẽ cần có thêm thời gian ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ tiếp tục đưa Phạm Tuấn Hải đi chụp chiếu và để kiểm tra lại xem mức độ tổn thương của phần mềm nó như thế nào và liệu bạn ấy có thể trở lại kịp cho trận đấu với Indonesia hay không mình nghĩ là khả năng rất cao là tuấn hải sẽ vẫn có mặt ở đội tuyển quốc gia vẫn có thể thi đấu kể cả ngay ở trận đấu lượt đi nhưng cái quá trình mà bạn đấy sẽ phải nghỉ hồi phục trong thời gian này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của tuấn hải vẫn là tuấn hải đó vẫn là phong độ đó vẫn là tất cả mọi điều đó tuy nhiên thì các bạn biết là khi mà không thi đấu cái nền tảng thể lực nó sẽ không được tốt và với tất cả những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương đặc biệt là sau một chiến chấn thương hú hồn như vậy cái tâm lý là điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất lo sợ Đây là thông tin mà thật sự mình rất là muốn phân tích với mọi người Bởi vì mọi người nói là không chấn thương phần cứng, phần mềm thì một hai ngày là khỏi thôi Đúng, một hai ngày là khỏi thôi, thậm chí là dăm 7 ngày thì sẽ khỏi kể cả là nặng Nhưng các bạn biết là năm 7 ngày đó không tập luyện được thì sẽ như thế nào năm 7 ngày đó liệu cái tâm lý của họ có hồi phục lại được hay không Và liệu họ ra sân với cái lượng cái nỗi sợ hãi hay không À, các bạn cũng đừng quên là gặp Indonesia vẫn với lối chơi rất rắn và bây giờ họ lại còn được bổ sung thêm rất nhiều những cầu thủ nhập tịch. 11 trên 29 người được triệu tập lần này, 29 30 người gì đó. được được triệu tập lần này là những cầu thủ nhập tịch. Trong đấy có Thom Hayes, trong đấy có JEZ. à uh, JEZ đang đá cho Venezia tại giải Serie B. Serie B là cái giải đấu thứ nhì của Italia thì các bạn biết rồi. Còn Thom Hayes à uh, Thom Hayes thì là người mà đang thi đấu cho câu lạc bộ Herdevin cũng đã từng đeo băng đội trưởng. Hedevin là đội bóng mà có cái khả năng cạnh tranh như nào thì các bạn biết rồi. Đoàn Văn Hậu một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam của chúng ta sang bên đấy và vẫn dự bị như bình thường. Mình muốn chia sẻ câu chuyện này để tất cả mọi người đều có những cái nhìn nó thật sự là nó sát với thực tế. Tránh cái việc là nhiều người nói là ở bị đau tí thôi có vấn đề gì đâu. À không các bạn ạ. Bây giờ Tuấn Hải đang là tiền đạo hay nhất của Việt Nam rồi vắng Tuấn Hải đi là sẽ rất là khó khăn và từ ngày hôm qua đến giờ rất nhiều người hỏi mình về trường hợp của Tuấn Hải đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình về phạm Tuấn Hải à, những thông tin cập nhật hơn đặc biệt là cái kết quả trong cái uh, đợt kiểm tra thứ hai kiểm kiểm tra về những cái uh, vùng uh, cơ bắp rồi tức là những cái phần mềm mình sẽ cập nhật cho các bạn có thể là trong buổi tối ngày hôm nay thứ hai là hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về trường hợp của Tuấn Anh Tuấn Anh thì uh, các bạn biết là thời gian vừa rồi bạn bị chấn thương. Tuấn Anh đã không thi đấu trong suốt thời gian vừa rồi. Bạn ấy bị tái phát cái uh, dây chằng đầu gối và Tuấn Anh có khả năng là sẽ ra nội sớm, bởi vì là huấn luyện viên Philip Chu C liên đoàn bóng Việt Nam cũng muốn là sẽ kiểm tra chấn thương cho cho Tuấn Anh trước. Sau đó thì Tuấn Anh sẽ sẽ có được quyết định là có được triệu tập lên đội tuyển hay không. Và Tuấn Anh vì không thi đấu, bạn ấy cũng không thi đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay. Cho nên là cái việc mà Tuấn Anh uh, rời câu lạc bộ để ra ngoài này sớm thì nó là cái điều bình thường. Tuấn Anh bây giờ đang sắp xếp tất cả mọi thứ, hành lý, xong xuôi đâu đấy là bạn đi ra. Khi nào mà thu xếp được thời gian ngay lập tức báo cáo cho bên phía Nam Định, Nam Định sẽ chuẩn bị tất cả những điều kiện còn lại để họ ký hợp đồng. Để nếu như Tuấn Anh có được gọi lên đội tuyển quốc gia và đi theo đội tuyển quốc gia tập luyện thì lúc đấy bản hợp đồng cũng đã được ký rồi. Sau khi bản hợp đồng được ký rồi thì bên phía câu lạc bộ uh, thép xanh Nam Định sẽ hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để đăng ký với uh, VPF để cho Tuấn Anh có thể uh, thi đấu ở giai đoạn 2. Hiện nay thì mọi thứ gần đã xong xuôi rồi, Tuấn Anh cũng đã gật đầu rồi. Bên phía Nam Định thì họ cũng mập mờ mập mờ nhưng họ cũng không phủ nhận. Tất cả mọi người đều biết được rằng là cái bản hợp đồng chuyển nhượng uh, Tuấn Anh từ Hoàng Gia Lai ra thép xanh Nam Định bây giờ nó cũng đã gần được hoàn thành rồi và một cái câu chuyện mà đến bây giờ mình vẫn đang cố gắng theo và cố gắng lấy thêm thông tin nữa để báo cáo với mọi người đấy là bây giờ mà Tuấn Anh ra với thép xanh Nam Định thì thép xanh Nam Định sẽ khủng hoảng thừa ở cái khủng cái khu vực giữa sân đấy, ở đấy thì chúng ta biết là có Lý Công Hoàng Anh có uh, Hồ Khắc Ngọc có uh, thậm chí là còn có cả Phạm Đức Huy ở đấy rất nhiều những cầu thủ Nam Định nữa vậy bây giờ có một cái chiều ngược lại không tức là liệu có hay không một cầu thủ của thép xanh Nam Định sẽ được chuyển từ câu lạc bộ thép xanh Nam Định về đá cho Hoàng Gia Lai. Bởi vì là cuối cùng thì họ cũng chỉ là cho nhau mượn thôi. Đấy thì mình sẽ tiếp tục theo dõi. Còn những cái điều khoản cá nhân, mọi người cứ nói là những điều khoản cá nhân nhưng mình không cho rằng điều khoản cá nhân nó sẽ là những cái quan trọng. Bởi vì là bầu Thiện rất thích Tuấn Anh. Đấy và bầu Đức thì cũng ok rồi, tức là hai ông bầu bây giờ cũng ok rồi thì kiểu gì chả ok, đúng không ạ? bên cạnh đó thì uh, bầu thiện cũng đã nói với tuấn anh rồi đừng lo lắng gì cả ra ngoài này là mọi thứ sẽ rất là ok uh, mình rất là xin lỗi mọi người là thời gian gần đây mình dùng hơi từ nhiều ok hôm qua có một bác có nhắn tin nói là minh hải nói ít ok thôi vâng thì em cũng ok thôi tiếp tục uh, mình sẽ nói thêm một chút nữa liên quan đến trường hợp của tuấn anh thì uh, hôm vừa rồi mình có nhận được một cái thông tin có lẽ là các bạn cũng biết là cái vụ mà tuấn anh ra nam định thì nó cũng đã dục dịch từ khá là lâu rồi nhưng mà thời gian vừa rồi thì đúng là được quyết định bởi một cái cuộc điện thoại của bầu thiện bầu thiện alo cho tuấn anh xong phát là mọi thứ diễn ra xong xuôi và cái vụ này nó bí mật đến cái mức mà giám đốc điều hành của nam định vào thời điểm ngày hôm sau ngày hôm sau nữa tức là sau khi mà mình đã đưa thông tin lên trên này rồi anh ấy vẫn cứ ngơ ngác anh bảo là tao chưa nghe thấy cái gì cả đấy rồi một số anh em ở ngoài gia lai cũng hỏi mình sẽ là có đúng như thế hay không tuấn anh đi như nào và các cổ động viên thì hỏi rất là nhiều nhưng mà mình nói với các bạn luôn là đấy cái vụ này nó nhanh là bởi vì nó gọn nhẹ, bởi vì là ông chủ tịch nói với ông chủ tịch và nói với cầu thủ thế là mọi thứ đã xong xuôi. À, mình nghĩ là tất cả mọi người đều yêu mến Tuấn Anh, tất cả mọi người đều muốn cho Tuấn Anh có được một cái có được một cái uh, sự nghiệp thật là huy hoàng và có cơ hội để giành chức vô địch. Mùa sau có thể Tuấn Anh vẫn vô địch với Hoàng Anh Gia Lai. bởi vì là hết mùa năm nay theo theo như thông tin mình có được thì đây chỉ là bản hợp đồng cho mượn thôi. Tuấn Anh sẽ thi đấu cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định. Sau đó là bạn ấy sẽ về, bạn ấy sẽ về Hoàng Anh Gia Lai. Và lúc đấy thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai khóa một khóa 2 đã hết hợp đồng ở một số câu lạc bộ rồi thì có thể là họ sẽ lại tập trung tại Pleiku. Hết mùa này là Lương Xuân Trường cũng hết hợp đồng này. Nếu bạn ấy không gia hạn với Hà Tĩnh, nếu bạn ấy không ký với câu lạc bộ nào nữa, hoàn toàn có thể về Hoàng Gia Lai với Tuấn Anh. Tương tự như thế với một loạt những cầu thủ khác, cái mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi để các bạn cũng hiểu được là cái câu chuyện nó là như thế. Hôm qua thì có lẽ là các bạn có hơi tiếc đúng không ạ? Bởi vì là À, cuối cùng thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không chịu được nhiệt, họ cũng đã không thể nào lì đòn hơn trên bàn đàm phán và cuối cùng thì đã bị anh Hải Phòng anh ép <laughs> anh à, Văn Trần Hoàn anh quả ép à, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quá dị luôn bán với một mức giá rất là cao nhưng mà cuối cùng bán đứt nhưng mà theo bản hợp đồng cho mượn phải nói là đây là một bản hợp đồng siêu dị luôn trong lịch sử bóng đá Việt Nam mình chưa bao giờ thấy có một bản hợp đồng nào bán đứt nhưng mà cấm hai trận đấu gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay là đối thủ vừa mới cho mượn xong không cho chơi và ngày hôm qua sau trận đấu thì sau trận hòa thì anh anh anh, anh thành công có nói là hơi tiếc tí. nếu mà có lương Xuân Trường thì tốt hơn như vậy là Tuấn Anh ok rồi này Phạm Tuấn Hải cũng đã cảm thấy ok rồi Hùng Dũng mình nói về Hùng Dũng chưa nhỉ Hùng Dũng thì chúng xin nhấn mạnh với các bạn chút xíu về Hùng Dũng Hùng Dung thì đã không thi đấu từ ngày 18 tháng 2 Tức là cái trận đấu gặp Thanh Hóa Thì bạn ấy đã bị chấn thương Bạn ấy bị thủng chân Và tổn thương đến cái dây chằng bàn chân Và cũng đã phải đi tiêm cái thuốc phòng uốn ván Và đến gần đây Mấy ngày gần đây thì bạn ấy đã tập lại với câu lạc bộ Hà Nội rồi Và nhiều khả năng là bạn ấy sẽ trở lại trong trận đấu cúp Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 12 tháng 3 này À, thời gian vừa rồi thì hùng dũng với à, tổ y tế của đội tuyển cũng như ông chu xê cũng thường xuyên cập nhật tin tức với nhau ông chu xê cũng gọi điện cho hùng dũng tất cả mọi thứ thì cũng đang diễn ra theo một cách rất là thuận lợi hùng dũng nói là bạn ấy cần thêm khoảng một hai ngày nữa tức là khoảng tầm từ bây giờ hôm nay này ngày mai này bạn ấy tập luyện nếu mà không còn phản ứng đau nữa cái chân nó trở nên linh hoạt hơn thì có thể là hùng dũng sẽ trở lại để thi đấu trong màu áo của hà nội fc À, vào ngày 12 tháng 3 này Thực ra thì huấn luyện viên Philip C mình biết cái hướng của ông rồi là ông có thể gọi tất cả mọi người lên sau đó là à, vừa kiểm tra y tế vừa theo dõi thêm xem là tình hình như nào đến chuẩn bị ngày thi đấu thì đến chuẩn bị ngày à, à, đăng ký chính thức thì lúc đấy chốt danh sách sau chả có cái gì phải vội vàng là phải loại ngay cả trừ phi là những cầu thủ không còn khả năng nữa đấy thì mình cũng nói với các bạn là đấy là cái phương pháp của ông chu thôi bây giờ bắt buộc phải như vậy nhưng mà như thế nó cũng là con dao hai lưỡi Bởi vì khi mà cầu thủ mà vừa tập vừa để ý Vừa tập vừa theo dõi vừa tập vừa chờ Thì cái không khí ở trong đội nó cũng không được tốt Không khí ở trong đội không được tốt Và các bạn biết là những buổi tập nó cũng sẽ không bao giờ có chất lượng cao Ông Chu Xê sẽ phải giải toán một cái bài toán Nó mang tính gọi là Gọi là mang tính cạnh tranh này Thì may ra mới có thể có được một cái điều kiện tốt để thi đấu Một trường hợp tiếp theo đó là trường hợp của Đình Bắc À, ngày hôm nay có lẽ là các bạn thì chắc là không quan tâm nhưng mà các cổ động viên Hà Nội đây là đây là cái thông tin mà nó sẽ đặc biệt ý nghĩa với các cổ động viên Hà Nội và các cổ động viên của Quảng Nam, Đình Bắc à, đang bị đồn là sẽ ra câu lạc bộ Hà Nội và thậm chí là các cổ động viên của Hà Nội cũng đã chuẩn bị trước poster rồi thì à, mình có hỏi anh Văn Sĩ Sơn là huấn luyện viên trưởng mình biết là giữa hai câu lạc bộ này nó có những mối quan hệ với nhau cho là cái việc mà luân chuyển cầu thủ thì nó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng nó nằm ở chỗ là Quảng Nam các cổ động viên Quảng Nam họ sẽ cảm thấy như thế nào. Và liệu các uh, cầu thủ Quảng Nam rồi ban đối luyện Quảng Nam cảm thấy như kiểu mình đang bị chấn lột một ngôi sao hay không? Thì uh, anh Văn Sĩ Sơn có trấn an là chưa có vấn đề gì cả. Chưa có thông tin gì một cách chính thức. Chưa là tất cả những cái gì mà các bạn muốn thì các bạn cứ đặt ra mình sẽ cố gắng trả lời các bạn ngay bạn tuấn lực đang hỏi anh hải em có đến chịu cái anh tăng tiến không hiểu có nhìn tấm gương quý học hải không mà vẫn dám chơi thô bạo đến như vậy rất buồn hôm qua thì um, rất nhiều người cũng đã lên án cái pha vào bóng của tăng tiến mình nghĩ đây là cách chơi thôi uh, tăng tiến cũng không phải là người có tâm địa gì đâu nhưng mà cái cách chơi của bạn đấy bạn ấy phải thay đổi cách chơi không thì rất là nguy hiểm và anh qua anh văn sĩ sơn nói là anh ấy tuyên chiến với những cái vấn đề đó và khả năng rất cao là tăng tiến sẽ có một cái án nội bộ án treo giò nội bộ, án treo giò nội bộ có nghĩa là ngay cả khi ban tổ chức hay là tất cả những cái gì nó diễn ra thì uh, tất cả mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì không biết nhưng bản thân anh Văn Di Sơn sẽ có những cái giải pháp của mình. ở đây bạn tấn út của nó là Hải toàn cầm Gren chạy chiếc ô tô và suy luận uh, mình nói thế này cái trường hợp của Đình Bắc thì mình nói là có thông tin như thế và mình đã xác minh được như thế còn trường hợp của tuấn anh thì mình nói luôn là nếu như là tuấn anh mà ra câu lạc bộ nam định liệu bạn tấn út có sẵn sàng đứng trước mọi người xin lỗi mình một câu không bởi vì mình đã từng rất nhiều lần đưa thông tin đúng nhưng cuối cùng thì không có ai đưa ra có một lời xin lỗi mình cả à, bạn tấn út à, bây giờ thực sự mà nói là mình không muốn bạn được comment ở đây nữa mình xin phép bạn là mình sẽ cắt mình khuyên bạn một câu rất chân thành là nên học lại tiếng việt và cố gắng cải thiện cái kỹ năng nghe hiểu của mình bởi vì nếu không thì nó cũng hơi mệt đúng không? Mình đã nói một cách gãy gọn đến như thế rồi mà bạn không nghe được thì thôi cũng bạn cũng chấp nhận vậy. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tập làm vlog của nó là em yêu anh Hải. Cảm ơn bạn tập làm vlog rất nhiều sau cái avatar này nhìn trông quen quen này nhỉ. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Bạn men auto của nó là hôm qua em ngồi trên sân nhìn Tuấn Hải như vậy lo quá, hôm qua rất lo. Sáng hôm nay có một người anh lớn của mình cũng nhắn tin từ sớm. Hỏi là, Ê Cụ, uh, Tuấn Hải liệu nó có thi đấu được không? Bởi vì mọi người sợ mà. Đội tuyển quốc gia của chúng ta đã bị một cơn bão chấn thương nó quét qua rồi. Bây giờ mà chúng ta không xử lý kịp thì mọi thứ nó sẽ rất là không ổn. Kiên có đó là đầu mùa chú đưa tin Hà Nội quan tâm đến Đình Bắc. Thì cháu hiểu kiểu gì cũng về, chỉ là sớm hay muộn thôi. Uh, thực ra mà nói thì bây giờ các cầu thủ các bạn kể cả là những ngôi sao những ngôi sao bây giờ mà nếu như mà không có được một cái sự hòa hợp với phần còn lại của đội thì họ cũng đẩy đi thôi mình biết là để mà chia tay đối với đỉnh bắc thì nó là một cái việc rất là khó khăn với câu lạc bộ quảng nam nhưng mà mình nghĩ là mọi thứ nó đơn giản bạn bảy vũ hà có đó là tuấn hải bị như vậy thì khả năng công phượng được gọi không anh hải cái này thì mình không biết các bạn cứ từ từ nhá những cái thông tin nào mình không biết là mình không nói còn cái thông tin nào các bạn hỏi mà mình biết thì mình trả lời Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều Ở phần sau của chương trình mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn trong vòng khoảng tầm 15-20 phút Còn bây giờ thì vẫn là những sản phẩm mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng đó là Cao Ba Long Sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở Nam giới Các bạn Nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông Vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc thì các bạn có thể sử dụng cái cao ba long này nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân giúp cánh đàn ông của chúng ta kéo dài cái thời gian của mình rồi à, bây giờ chúng ta sử dụng thì về sau chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm được nguy cơ thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi và giảm nguy cơ bị gây chân gãy tay gãy xương mình nói là đây là một cái tác dụng rất tốt với những người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương vì nó giảm cái nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương những người già mà gãy chân gãy tay gãy xương nó rất là khó liền các cháu nhỏ mà bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn đây chính là giải pháp nó sẽ giúp cho các con cải thiện được cả thể lực lẫn thể hình ra về sau con vừa to cao vừa khỏe mạnh rồi các chị em muốn điều hòa lại nội tiết tố cho nó chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái thì đây chính là giải pháp như nhất là các chị em mới sinh con bởi vì qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau các chị em sẽ rất là mệt mỏi và dịu dã trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con như vậy là chúng ta sẽ thiếu chất đây là lúc cao ba long sẽ hỗ trợ các chị em là điều hòa lại cho các chị em tất cả mọi thứ từ À, nội tiết tố cho đến bổ sung lại những cái dưỡng chất mà các chị em cần giúp các chị em khỏe khoắn chắc chắn và vững vàng bên cạnh đó là nó sẽ hỗ trợ cho các chị em là điều hòa lại nội tiết tố cho nó chuẩn xác đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái số điện thoại em để trên logo 024 7777 8877 và website là đông vn đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo nên là rất tốt cho sức khỏe thứ hai là nó tăng cường số lượng tế bào tốt để bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể mỗi một hoạt động của chúng ta mỗi một ngày của chúng ta thì bao nhiêu tế bào đã ra đi và nếu chúng ta không bổ sung kịp thì cơ, cơ bắp của chúng ta rơi vào cái trạng thái bị tăng teo dẫn đến da rẻ bị nhăn nheo cơ thể vừa yếu mà lại còn vừa xấu nhưng nếu chúng ta bổ sung kịp thì nó giúp cơ bắp luôn săn chắc và cơ thể luôn luôn tráng kiện như vậy là chúng ta khỏe nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương chỗ nào có sự đứt gãy về mặt tế bào nối liền vào chỗ nào có khối u lấp đầy vào và chỗ nào nó bị thiếu hụt hoặc là cái chỗ nào mà các bạn đã xảy ra những cái vấn đề ví dụ như là bị sứt sẹo hoặc là trải qua cái quá trình phẫu thuật nó sẽ bịt kín lại những cái đường rạch do dao kéo để lại cơ thể của chúng ta. Các bạn thấy ổn không? Thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch. Vòng tròn miễn dịch này chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể. Bệnh tật tấn công mạnh nếu hệ thống phòng ngự tốt nó đẩy lùi bệnh tật còn nếu như cái hệ thống phòng ngự chúng ta kém bị bệnh tật đẩy lùi, tức là bệnh tật nó sẽ xé cái hệ thống phòng ngự của chúng ta ra và bệnh tật cứ nối đuôi nhau đi vào tấn công vào cơ thể, nó như là đi vào khung thành bỏ trống. Đây là lúc đông trùng hạ thảo sẽ giải quyết chúng ta. Nó tăng cường chúng ta cái kháng thể, ví dụ cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể, đông trùng hạ thảo sinh ra một triệu nữa là hai. Như vậy hệ thống phòng ngự cơ thể tăng lên gấp đôi, đang bảo vệ khung thành bởi 11 người thì nó giống như chúng ta được bảo vệ bởi 22 người sau khi các bạn dùng đông trùng hạ thảo. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng. Khuyên những người đang bị ốm, đang điều trị bệnh hoặc mới khỏi bệnh. Khuyên những người bị bệnh khó chữa. Khuyên những người thể lực yếu, sức đề kháng kém. Khuyên những người làm việc vất vả nên sử dụng. Các bạn thấy không? Sử dụng nó rất là dễ. Các bạn có thể alo đến số điện thoại 024 7777 8877 và website là shop vn để được tư vấn. Một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ Một sản phẩm giúp chúng ta tăng cường chất lượng cuộc sống Đấy, Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu Một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc Số điện thoại 024 7777 Và website là shop vn Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây Rất nhiều người hỏi mình là Thế gọi điện thoại ở đâu Không thấy Minh Hải đưa Đây nó một là trên màn hình của các bạn Hai là ngay được sau Minh Hải đây Ok các bạn nhớ chăm sóc cho bản thân Cho gia đình và cho những người thân yêu của mình nhá cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ thì minh hải xin phép là sẽ tiếp tục câu chuyện à, bạn à, thế nguyện trọng của nó là nhà báo ơi ông philip coi em không ra gì coi bạn hay là coi mình mình à, không mình cũng không quan tâm cái chuyện đấy lắm bởi vì à, mình sẽ trở thành một người rất khốn nạn nếu mình là một người bạn tốt của ông chu Xie nhưng mình lại phản bội lại nền bóng đá việt nam của chúng ta đúng không ạ mình không có nhu cầu làm bạn với ông philip chu Xie. và mình cũng không có nhu cầu là để ông ấy quý mình mình chỉ có nhu cầu thôi làm thế nào đấy để nói ra một cái tiếng nói chính trực cho bóng đá việt nam và giúp cho bóng đá việt nam phát triển đấy là cái quan điểm cá nhân của mình còn lại thì thật sự luôn cái cá nhân đó không phải là vấn đề Xuân Huy Nguyễn cầm đèn chạy trước ô tô còn hơn cầm đèn chạy sau ô tô thì sao lại trở lại thời ngựa gỗ á? Không có kênh Minh Hải thì tin mới ở đâu mà có? Bây giờ các bạn cứ lên tất cả các tờ báo xem mọi người có nói về chuyện Tuấn Anh hay không và việc Tuấn Anh uh, Tuấn Anh uh, đến với uh, Nam Định tức là đang là đàm phái với Nam Định thì ai là người đưa? Không sao đâu các bạn. Bạn uh, Thúy Kim nói đây là thông tin văn minh không ai xúc phạm ai cả. Mình không mình luôn luôn dành cho mọi người một cái sự tin cậy rất lớn. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người. À, các bạn thấy mình giải thích cái vấn đề liên quan đến mối quan hệ của mình với ông Chu CE ok không? Mình biết rất nhiều các trợ lý của ông Chu CE và mình cũng biết là có một số người đang theo dõi xem có những ai liên hệ với mình. Rồi sau đó có thể báo cáo lại Mình ok, chuyện này bình thường, I'm fine Nói chung là chúng ta cứ chính trực thôi Mình đã từng nói với một người rằng Các em nên nhớ một điều Là các em chỉ làm với ông Chu C hữu hạn thôi Một khoảng thời gian ngắn thôi Nhưng nếu các em mà không làm tốt cái công việc của mình ấy, Là về sau anh em cầu thủ, anh em huấn luyện viên, anh em báo chí Không nhìn mặt em đâu Cho nên là đừng đừng có tưởng là ông ăn cây nào, ông giàu, cái đấy là ổn Và mình luôn luôn nói với họ rằng Các em đừng quên các em là người Việt Nam Đấy là cái câu mình nói một câu rất là chính trực Còn đối với mình ok Huấn luyện viên trưởng mình đã từng có những khoảng thời gian Nói chuyện với ông Chu Xê rất là nhiều Vào tầm này năm ngoái là chúng mình đi Doha Cup với nhau Ông mình cũng nói chuyện với mình rất là nhiều Mình cũng rất là ok thẳng thắn thoải mái Nhưng mình đã định nghĩa cái mối quan hệ này ngay từ đầu rồi Ông ấy đến ông cảm ơn mình Vì mình đã nói những cái điều tốt về đội các thứ Mình nói đừng Ông không phải cảm ơn tôi đây là tôi đang ủng hộ những người làm tốt cho Việt Nam và tôi đang cố gắng làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiểu với ông hơn. Còn khi nào ông còn làm tốt cho bóng đá Việt Nam tôi sẽ còn ủng hộ ông. Khi nào ông không còn làm tốt cho bóng đá Việt Nam nữa, lúc đấy tôi không ủng hộ ông nữa. Và mình đã rất là thẳng thắn ngay từ ngày đầu. Đấy. Cho nên mình nói rồi, con người ta đi làm việc một cách chính trực không có gì phải lo ngại cả. Ông có thể là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cũng ok, ông sẽ chịu trách nhiệm rất là lớn. Tôi là một phóng viên, tôi cũng có hơn một triệu người đang follow mình và tôi cũng phải làm tốt cái công việc của mình. Cái công việc tốt của tôi nó không dựa trên cái việc là tôi làm đi công việc xấu của ông hoặc là tôi làm cho đội tuyển của chúng tôi bị yếu đi và ở đây chúng ta sẽ cố gắng đặt cái mình là người theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đặt cái lợi ích quốc gia lên hàng đầu sau đó là lợi ích của chúng ta nó đơn giản như vậy thôi còn ông ấy có quyền không tôn trọng chúng ta và chúng ta cũng có quyền không tôn trọng ông ấy chuyện này chuyện bình thường mà các bạn có đồng ý với quan điểm của mình về về cái quan điểm mình vừa chia sẻ không nếu các bạn thấy quan điểm của mình như thế là chuẩn là chính trực Mời các bạn cho mình một từ có để mình củng cố thêm cho mình cái niềm tin đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều Và nếu các bạn thấy những cái như thế này là hay Thì các bạn cứ follow cho mình Các bạn cứ like cho mình đi Ở này số lượng người xem đang khá đông Mà số lượng người like đang hơi ít đây này Ai chưa like các bạn like cho mình nhá Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Ok thôi, chuyện bình thường Ông ấy đừng nghĩ là ông ấy là người nước ngoài Ông đừng nghĩ là ông là huấn viên trưởng đội tuyển quốc gia Mà ông muốn làm gì thì làm Đúng không? Tôi không cần ông quý tôi Đúng không? Và ông muốn tôi quý ông là cũng khó rồi à nha Nếu mà ông không dốc hết sức mình Ông không làm những điều tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam Thì đối với tôi ông cũng chỉ là một người nước ngoài Nhưng biết bao nhiêu người nước ngoài khác ở Việt Nam thôi Cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn mọi người rất nhiều Mình đã biết được là mọi người đang rất là ủng hộ mình Đấy, Và cái câu chuyện liên quan đến thông tin thời sự Cái vụ của Tuấn Anh Mình nói là mình rất là tự hào Mình rất là tự hào mình biết thông tin còn trước cả những anh giám đốc điều hành, mình biết thông tin biết trước rất nhiều mọi người khác. Và mình cũng đưa ra thông tin ok. Chả mấy khi mà câu lạc bộ cũng phải gọi điện hỏi mình xem là cái thông tin này như thế nào, mà chả thấy chủ tịch nói gì. Không sao, ok. Còn ai nói gì thì kệ, mình cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, đúng không? Đơn giản thế thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lê Lộc Cao Xuân hát tặng em bài đi anh ạ. Mình mà hát thì tuyệt vời luôn. Nguyễn Ba Khang Minh Hải làm 45 phút đi, làm 35 phút nghe không đã, thôi 35 phút thôi. Em cũng muốn là cố gắng càng ngày ngày càng ngắn lại để cho mọi người tiết kiệm thời gian ấy, nhất là những ngày cuối tuần như này dành thời gian cho gia đình đi. Cả một tuần đi làm rồi chúng ta có một ngày cuối tuần. Tối ngày hôm nay thì em sẽ lên cái chương trình bạn hỏi vlog Minh Hải đáp, lát nữa thì em sẽ post cái uh, lát nữa em sẽ post cái uh, câu hỏi nhá, mọi người vào page của em đặt câu hỏi. Tối ngày hôm nay em sẽ trả lời vì tối ngày hôm nay em khá là bận không uh, không không có thể không livestream được cho em dựa ra cái chương trình bạn hỏi video đông với đáp thôi hiện nay thì em đang theo sát cái vấn đề của tuấn anh Sô Lê Phạm có nói là ủng hộ Minh Hải, ai nói gì thì kệ, ok, bạn Ánh Trần hướng VPF phát triển phạt nặng tăng tiến nhé à, VPF chắc chắn là sẽ chuyển hồ sơ sang ban kỷ luật, ban kỷ luật kiểu gì, mình nghĩ là chắc là khó phải khoảng, khoảng đôi ba trận Tuấn Trần, hello anh, bữa mua cao ban long mà khó ăn quá, có cách nào dễ ăn hay không? Các bạn mua xong rồi các bạn không gọi điện để mà nghe tư vấn à, Nó rất là đơn giản Bình thường ra mình thì mình ăn sống luôn Tức là mình cắt ra là mình ngậm luôn Ăn luôn ok Còn nếu mà bạn không ok lắm thì bạn cắt ra từng miếng nhỏ Xong bạn cho vào cái chén Bạn vào hấp cách thủy cho khoảng 2-3 cái giọt mật ong vào Các bạn ăn cực kỳ ngon luôn Các bạn có thể hấp cơm, các bạn có thể hấp cách thủy Thậm chí là bạn có thể dùng để nấu ăn Số điện thoại mình để sau lưng đây 024 7777 8877 đây các bạn nhìn thấy rõ cái số này không ạ? Đây các bạn gọi đến cái số này này, các bạn muốn được tư vấn cái gì thì các bạn gọi về số này. Đấy các bạn gọi về số này thì sẽ được tư vấn miễn phí luôn Đấy, Ví dụ như là các bạn muốn biết là ăn thế nào để cho nó chuẩn Ăn nào cho nó chuẩn Nó phù hợp với cái khẩu vị của mọi người thì mọi người cứ hỏi thế thôi, đơn giản mà Em nghĩ là 35 phút được rồi bạn Lý Khắc Hạnh hỏi anh Hải ơi bác Nguyễn Văn Nhã mất hưởng thọ bao nhiêu? À, chú Nhã mất hưởng thọ 72 tuổi. Bạn à, Toàn Phan Ba có nói là anh dự đoán công phượng có được triệu tập lên tuyển lần này không anh Hải? Mình hy vọng là có. Hôm trước mình nghe nói là cái khả năng công phượng được gọi lên tuyển là rất cao. Nhưng mà mình không dám nói bởi vì là nó có thể ảnh hưởng đến cái tâm lý của công phượng. Công phượng thì xác định luôn rồi là bạn ấy sẽ không được gọi lên đội tuyển. Nhưng mà ông Chu Xe khả năng cao là sẽ gọi công phượng Nhất là khi mà Phạm Tuấn Hải đã đang có một chút vấn đề như này rồi Thì đây là một vấn đề lớn Nature Bamboo có đây, mỗi lần ngủ trưa nghe anh Hải thì dễ ngủ Cảm ơn mọi người rất là nhiều Các bạn thấy không? Đợt vừa rồi mình đã phải xử lý cái họng Đấy, mình đã phải đi vét nguyên cả cái họng này Để nó có một cái giọng nói trong như này của mọi người Cảm ơn bác các bạn rất là nhiều Minh Hải cứ làm theo lương tâm của một nhà báo chính trực Không thanh minh nhiều Ôi em, đôi khi em vẫn phải giải thích trên đời này em nói thật là em em ngại giải thích lắm ấy nhưng mà nhiều người cứ đổ oan cho em cứ vu vạ cho em bây giờ mà em mà không giải thích thì em lại lại ức chế à, bạn biến tốc mình xin lỗi bạn là mình sẽ không đọc cái comment này của bạn nhé vì nó nó không hay với ông Chu C, chúng ta có thể không thích ông ấy nhưng mà cũng không nên mặt sát ông ấy bạn lục đào quốc ở đây là minh hải chia sẻ về thu nhập của mình được không à, đây là một cái vấn đề đại kỵ mình thì mình không muốn nói về thu nhập nhưng mà mình có thể nói với các bạn là những đồng tiền mình kiếm ra là những đồng tiền chính trực ở trên youtube này thì mình rất ít khi gần như không ads quảng cáo quảng cáo này là đều là tự động của youtube đó, rất ít khi mình ads quảng cáo để cho các bạn không bị bị ngắt quát về quá trình trải nghiệm còn cái kinh phí mình có được là nó dựa trên cái phần trăm từ những cái sản phẩm mà các bạn mua, Đấy, từ những sản phẩm mà các bạn mua thì mình sẽ được uh, trích lại một phần để tái đầu tư lại cho ekip. Mình nói luôn là nếu như mà mình mà tham để mà có được nhiều tiền thì mình sẽ rất dễ có được nhiều tiền. Có thể là mình sẽ nhiều quảng cáo, mình sẽ làm đi làm tay sai truyền thông cho ai đó, Đấy, thì mình nghĩ là mình sẽ mình sẽ rất là nhiều tiền. Nhưng mình không làm như thế, mình làm như thế mình đã từng nói với con mình là con người ta đã mất cả hàng triệu năm để có thể đứng thẳng lên nên đừng bao giờ cúi đầu trước ai nhất là cúi đầu trước đồng tiền thì nhục lắm nên là mình sẽ cố gắng là mình làm những chương trình thật là chính trực ở đây thì mình hiện nay mình đang làm cho hai nhãn đó là bên đông á với uh, cao ba long và đông trùng hạ thảo và với visanto là những cái mẫu áo và mẫu áo và ổ điện thì đó là những cái mình chia sẻ rất là thẳng thắn với mọi người uh, tiền bạc không nhiều lắm đâu mọi người cứ đồn đoán nhưng mà thật sự nó cũng đủ ăn và đủ đủ lo cho 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 bản thân, cho gia đình và và lo cho công việc ngày càng tốt hơn thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, bạn Nguyễn Văn Dũng, bạn Nguyễn Văn Dũng nói là làm 15 phút thôi, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại ít thôi, nghe nó nhàm. Bạn hơi khó tính đúng không? ok. Nhờ những người như bạn Dũng này thì thôi mình cũng đành phải chịu vậy chứ không biết làm thế nào bởi vì uh, các bạn biết đấy uh, mình làm đây là đang đang cố gắng làm theo một cái uh, mình uh, đang làm theo một cái format của truyền hình tức là khi mà vào chương trình một cái là mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái thông tin chính thông tin chính đấy xong xuôi cái thông tin tin chính đấy xong xuôi rồi thì mình sẽ giải quyết cái thông tin cụ thể ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta sẽ có ba bốn thông tin chính phạm tuấn hải này đỗ hùng dũng này tuấn anh này và đình bắc thì đấy là bốn thông tin chính thì mình sẽ nói về cái headline. Bốn thông tin chính sau đó là mình sẽ giải thích từng cái một. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, ok bạn Quỳnh Mai. Xin được à, tạm biệt bạn Quỳnh Mai. Đâu? Bạn biến tốc chửi ai? thì mình đọc bạn biến tốc cái. À tao nói mày đấy Minh Hải. À ok. Thế thì à, bạn cũng ok rồi mình đầu tiên mình cứ nghĩ là bạn nói ông Chu C thì mình nói là như vậy thôi còn nếu mà bạn đang nói mình thì mình block bạn thôi chuyện đơn giản mà bạn biến tốc bạn tên là tốc đúng không và lại là có tên đệm là biến vậy xin mời bạn biến tốc xin mời bạn tốc biến ok bây giờ thì các bạn có câu hỏi gì các bạn ok không bạn Quốc Tùng nó là nghề nhà báo quả là áp lực anh nhỉ áp lực từ cổ động viên thì không nhiều nhưng áp lực từ những thế lực khác thì nhiều À, ngày xưa mình cũng đã từng có những lần uh, bị dọa nạt rất là kinh khủng đấy thậm chí là người ta còn dọa nạt đến uh, xâm hại đến sức khỏe và thậm chí là đến tính mạng của mình nhưng mà xin lỗi các bạn luôn là mình đã từng nói một cái câu mà rất nhiều anh em đồng nghiệp còn nhớ máu người á uh, tanh lắm máu người tanh lắm uống và khó nói thì dễ nhưng mà thực hiện thì khó ok không sao đâu các bạn ơi mình ok mà các bạn cứ yên tâm mình rất ok rất vững vàng các bạn nhìn mặt thằng Minh Hải này các bạn có thấy nó có dấu hiệu gì của sự sợ hãi không à còn có một cái nữa mà hiện nay mình cũng đang rất là cố gắng đấy là mình mang đến cho các bạn những cái sản phẩm thật là tốt trong những cái chương trình livestream của mình trên tốt tốt ví dụ như tối ngày hôm nay ạ khoảng tầm uh, sau trận đấu giữa thể công Việt Theo và câu lạc bộ uh, thể công Việt Theo và câu lạc bộ Công an Hà Nội sau trận đấu đó thì mình sẽ livestream ở trên tốt tốt trận đấu đấy xong xuôi đâu đấy mình xem xong xuôi đâu đấy là mình sẽ về mình làm mình livestream trên top top ngày hôm nay có rất là nhiều giày có rất là nhiều sữa tắm có rất là nhiều những cái sản phẩm giá hàng thì chính hãng rồi hàng chính hãng rồi các bạn không phải lo rồi nhưng mà giá của nó là các bạn xuống là kịch sàn luôn xuống kịch sàn luôn và mức giá đấy chỉ dành cho vlog minh hải thôi từ top top hỗ trợ này cho đến các nhãn hàng hỗ trợ này bản thân mình cũng cắt đi cái phần tức là mình đã cắt xuống cái mức tối thiểu cái phần mà mình đang mình đang được hưởng để mang lại cái thành công lớn à, để mang lại cái mức giá lớn cho mọi người đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn à, anh hải ơi áo em đang mặc mua ở đâu bạn thảo đây áo em đang mặc mua ở đây mọi người đang nhìn thấy chưa ạ combo ba áo vicento apollo 2 giá chỉ còn 798 000 trong khi giá một chiếc trước đây là 424 000 các bạn mua ba chiếc thì các bạn sẽ được giảm giá đây là chất áo có chất vải uh, cvc đấy, và nó được uh, design tức là được, được thiết kế theo cái hướng là regular fit nó phù hợp với tất cả những cái hình của cơ thể không xù lông không nhăn giữ form khi các bạn giặt bằng máy Đó, đây là cái vải này nó có một cái công nghệ nó làm cho cơ thể của chúng ta thông thoáng đấy, nó điều hòa được không khí và nó cân bằng được nhiệt độ giữa ở bên ngoài áo và bên trong áo Đấy, ngoài ra là những bạn mà bị mùi hôi cơ thể thì chiếc áo này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn bởi vì là nó có một hệ thống diệt khuẩn nó thông thoáng khí và diệt khuẩn đó đấy là một cái rất là tuyệt vời nó giúp chúng ta là mềm mượt và thoáng khí suốt cả ngày nó ôm lên cơ thể đây các bạn nhìn thấy một cái chiếc áo được cho là là giản gọi là tối giản nhưng mà các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp đây mình hải rất là thích cái màu áo đen này nếu các bạn đến vicento vn thì các bạn còn được một cái quyền tự mua theo combo còn các bạn mua càng nhiều giá càng thấp Các bạn mua càng nhiều thì các bạn được tặng quà càng lớn Website thì là visato.vn Địa chỉ là 240 kim mã Nếu các bạn đến đó các bạn đọc phát là Vlog Minh Hải Các bạn còn được giảm giá thêm nữa Số điện thoại đây 0889 33 Các bạn nhớ nhé Và cái số điện thoại này cũng là số điện thoại để các bạn mua những tuyệt phẩm của Menhouse Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn là con V8 huyền thoại con này lại được giảm giá thêm lần nữa Thêm 30% các bạn được giảm thêm gần 300 000 Giá cũ cho combo 2 chiếc là 968 000 Bây giờ chỉ còn là 698 000 Từ đầu 9 xuống đầu 6 một cái các bạn cũng mua được nhưng mà mình khuyên các bạn nên mua hai cái bởi vì nó thật sự là rất có lợi khi các bạn mua hai cái. Nó vẫn là cái con Menhao V8 huyền thoại với lõi đồng 3 ly chịu được tải đến 4000 W. Các bạn cắm 2 3 lồi lẩu vào ăn vẫn thoải mái. Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ, nó được kết nối với 12 thiết bị gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. Hai cổng USB, hai cổng Type C si. các bạn cắm cổng sạc vào đây thì nó sẽ giúp cho các bạn đỡ phải mua cái cục sạc và thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai là nhà đỡ bừa, nhất là đi công tác nó đỡ bị lỉnh kỉnh ấy. Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn sẽ được bảo hành lên đến 1 năm. Chúng mình hiểu được rằng các bạn chỉ cảm thấy an tâm khi sản phẩm các bạn sử dụng an toàn. Và anh chung vệ áo đỏ có tên là Atomat án ngự ngay phía sau của cái ổ cắm. Ở đâu có nguy hiểm, nó ngay lập tức nó giải quyết. Ở đâu có điểm nóng, ngay lập tức nó tham gia. Và ý mình muốn nói ở đây là khi ổ điện này nó có nguy hiểm, hoặc khi ổ điện này nó bắt đầu bị nóng, ngay lập tức Atomat sẽ cắt điện để cắt toàn bộ nguồn điện và cắt bỏ toàn bộ những nguy cơ dẫn đến cháy nổ cho các bạn. Số điện thoại mình để ở trên logo. 0889 33 và website là menhouse vn Mình xin được nhắc lại, con menhouse 12 thiết bị được kết nối này, giá combo của nó lại được giảm thêm gần 300 000 Trước đây là 968 000 bây giờ còn 698 000 Tức là đang từ đầu 9 xuống đầu 6. Các bạn mua khẩn trương không nó lại không còn giá này. Giá này chỉ là giá chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Và các bạn cũng biết là Vlog Minh Hải luôn luôn cố gắng là mình sẽ làm việc với nhà, nhà cung cấp để giảm đến mức tối thiểu xuống cái mức giá tối thiểu để mang đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình. Chúng ta còn vài phút nữa thôi. Nghỉ ăn cơm thôi chú ơi, bạn Văn Minh. Ok Văn Minh ơi. Bạn Nguyễn Minh Phượng ở đó là chào Minh Hải. Theo nhiều nguồn tin đội tuyển Indonesia có khả năng đá 100% là cầu thủ nhập tịch. Mình cảm thấy lo cho Việt Nam mình quá. Mình thì lại không. Hôm qua tờ CNN Indonesia cũng như là tờ Bola cũng đã rất rất chiếu rất nhiều những cái nguồn tin, những cái lời bình luận Họ nói rằng là bây giờ Indonesia chả khác gì một đội bóng châu Âu Và có thể nó làm mất đi sự hứng thú của người hâm mộ Indonesia dành cho đội bóng này Chứ là người ta đang yêu cầu là có lẽ là sẽ phải tính toán Để làm sao có được một cái tỷ lệ thật là tốt như mình đã nói với các bạn Nhập tịch thì ok, nhưng ở Việt Nam chỉ nên nhập tịch 2-3 cầu thủ thôi Và chúng ta chỉ sử dụng trên sân hai cầu thủ thôi Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Và mình cũng đã từng nói Có lẽ là cái này mình sẽ chờ một cái chương trình mình làm sâu hơn Indonesia có thể sẽ bị suy yếu khi mà họ sử dụng quá nhiều những cầu thủ nhập tịch. Ok mọi người, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá. Ở đây mình cũng có một cái áp lực khá là lớn là rất nhiều người yêu cầu những yêu cầu khác nhau. Bạn Tú Trương hỏi là mua ổ cắm ở đâu Minh Hải đây? Số điện thoại đây à? 0889333300. Anh hỏi của em. bạn gái huế dịu dàng đó là tuấn anh nên học hỏi minh hải phải tách ra mới phát triển được tự lực là tự cường đến khi nào chúng ta đủ lớn thì chúng ta phải đi một mình khi nào chúng ta đủ lớn chúng ta phải linh trách nhiệm khi nào chúng ta đủ trưởng thành chúng ta sẽ phải đứng mũi chịu xào cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn trí nguyễn giọng ca sứ quảng làm dâu trăm họ khổ quá minh hải ơi kệ đi minh hải ấy cứ làm đúng như cái tâm của mình là ok Chúc em nhiều sức khỏe Em cảm ơn Em ok mà Mỗi một ngày có thêm Hàng trăm người follow em thêm Chứ là cái việc em block đi Khoảng tầm răm bảy người chục người Đó là chuyện bình thường Em cảm thấy rất bình thường Không có vấn đề gì Văn Đông Phạm của nó là Minh Hải đừng nói báo cáo cho mọi người mà đem lại thông tin chuẩn cho mọi người Em mà nói thông tin chuẩn cho mọi người thì một số ông lại chửi em Lại bảo là ông lúc nào ông vỗ ngực ông nói là ông là đưa thông tin đi đâu trong khi ông toàn đi gì à, đi đọc báo rồi xào tin rồi thế nào đấy em chả hiểu nói chung là thôi mọi người biết sao thì mọi người hiểu sao thì em em được hưởng vậy thôi thôi cảm ơn mọi người chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bây giờ thì em xin được kính chào tạm biệt mọi người nhớ tối ngày hôm nay chắc khoảng tầm chín rưỡi gì đó chín rưỡi tối ngày hôm nay em live stream top top à, hàng chính hãng với mức giá thấp mà các bạn không thể tưởng tượng được chỉ dành cho Vlog minh hải thôi bên cạnh đó thì uh, lát nữa em sẽ post lên cái uh, ảnh để em nhận câu hỏi để chiều ngày hôm nay về em gửi các bạn chương trình bạn hỏi vlog minh hải đáp cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ minh hải sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình